Không có Văn Quyết và Hùng Dũng trong đội hình, câu lạc bộ Hà Nội để Đà Nẵng cầm hòa 1, 1 trên sân hàng đẫy ở vòng 8 vôn, lít năm 2023 diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5 câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ bị đội cuối bảng cầm hòa 1, 1 trên sân nhà ở vòng 8. Đội bóng thủ đô sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong ngày được đá chính thay Nguyễn Văn Quyết đã có đường tạt bóng chính xác cho người đàn em lao vào đánh đầu giúp Hà Nội dẫn 1-0 dẫn bàn sớm nên dường như đội chủ nhà chơi chủ quan trước đối thủ xếp cuối bảng. Họ liên tiếp mắc lỗi phòng ngự. Đầu tiên là thủ môn Bùi Tấn Trường truyền bóng vào chân tiền đạo Đà Nẵng. Tiếp theo là pha phòng ngự lỗi của Nguyễn Hai Long giúp đối phương hưởng phạt góc. Từ quả phạt góc ở phút 45, bóng đập trúng người số 77 bên phía Hà Nội là Almeida Silva đi vào lưới. Thủ môn Tấn Trường nỗ lực vớt bóng nhưng không thành công. Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 một, một dù chơi lép vế hơn rất nhiều trong hiệp 1. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Hà Nội vắng cả Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng. Đội trưởng của họ bị kỷ luật 8 trận ở các giải vô địch quốc gia, trong khi Hùng Dũng vừa mổ ruột thừa. Vì vậy mà lối chơi của đội chủ sân hàng đấy không được lưu loát. Sang hiệp hai câu lạc bộ Hà Nội và Đà Nẵng đều có cơ hội để tạo khoảng cách nhưng đều không thành công. Tuấn Hải tiếp tục có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng trúng điểm nối xà ngang và cột dọc. Trong khi Phan Văn Long có cú sút sẹt đưa bóng chạy cột dọc. Với kết quả hòa 1-1. Đà Nẵng có 4 điểm bằng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, còn câu lạc bộ Hà Nội chỉ có 15 điểm sau 8 vòng và thua đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm.